Tiêu hóa tốt không chỉ giúp cơ thể hấp thụ dưỡng chất hiệu quả, mà còn cải thiện sức khỏe tổng thể và tinh thần. Dưới đây là 6 cách đơn giản giúp bạn cải thiện quá trình tiêu hóa ngay tại nhà. 1. Ăn nhiều chất xơ. Chất xơ có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ tiêu hóa. Bạn nên bổ sung các loại thực phẩm, dầu chất xơ như rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, hoa quả và các loại đậu. Chất xơ không chỉ giúp duy trì nhu động ruột đều đặn, mà còn giảm nguy cơ táo bón, giúp ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa. 2. Uống đủ nước. Nước giúp làm mềm thức ăn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tiêu hóa. Uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể loại bỏ độc tố mà còn ngăn ngừa tình trạng táo bón. Bạn nên uống khoảng 2 đến 3 lít nước mỗi ngày, đặc biệt là trước và sau bữa ăn. 3. Tập thói quen ăn chậm, nhai kỹ. Nhai kỹ thức ăn giúp enzyme tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, giảm áp lực cho dạ dày và ruột ăn quá nhanh có thể dẫn đến nuốt nhiều khí, gây đầy hơi và khó tiêu. Hãy dành thời gian để thưởng thức bữa ăn và nhai kỹ từng miếng để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. 4. Duy trì lối sống vận động. Vận động không chỉ giúp bạn tiêu thụ năng lượng mà còn hỗ trợ hệ tiêu hóa làm việc hiệu quả. Đi bộ nhẹ nhàng sau bữa ăn có thể giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua hệ tiêu hóa. Thói quen tập thể dục hàng ngày cũng giúp cải thiện lưu thông máu đến các cơ quan tiêu hóa. 5. Bổ sung thực phẩm giàu probiotic. Probiotic là những vi khuẩn có lợi cho đường ruột giúp cân bằng hệ vi sinh, ngăn ngừa các vấn đề tiêu hóa như tiêu chảy và khó tiêu. Bạn có thể tìm thấy probiotic trong các sản phẩm như sữa chua, kim chi dưa cải bắp và các loại thực phẩm lên men. 6. Hạn chế căng thẳng. Căng thẳng là một trong những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề tiêu hóa như hội chứng ruột kích thích IBS. Để giảm căng thẳng, bạn có thể thực hiện các bài tập yoga, thiền hoặc các phương pháp thư giãn khác. Tập thể dục đều đặn cũng giúp cơ thể giảm stress và hỗ trợ tiêu hóa. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh Sức khỏe 60 giây để không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào. Hãy cùng chúng tôi xây dựng một cộng đồng mạnh khỏe và tràn đầy năng lượng.